có em ấy, có em yêu cuộc đời và ấy có em anh chưa từng sau. Bởi có em anh chưa từng yêu cuộc đời. Chúa
bình an. Tạ ơn Chúa. Một lần nữa thay mặt cho tất cả các anh em cựu binh sang đang tổ chức chương trình thành thắng lợi, học viên đặc biệt là các cha giám đốc. Phố Jerusalem trong một đêm lạnh giá giăng đầy, nhìn ánh sao trời bỗng một vì sao rơi ngời sáng. Mẹ Maria nơi hang đá Bethlehem vinh danh Chúa sinh ra đời. Thiên thần chắp cánh vây quanh, mùa Giáng sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời. Mừng Chúa ra đời có muôn màu hoa đăng ngập lối, một niềm tin Chúa là Đức Kitô.
Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phạm Kitô. Ai không hiểu các con? Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại mãi trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và này là điều người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Ta đã viết những điều này cho các con, viết về những người lừa dối các con. Về phần các con, việc sức giàu mà các con đã nhận sẵn nơi người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ. Nhưng như việc sức giàu của người đã dạy cho các con mọi sự, và lại là sự thật chứ không phải sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, hãy ở lại trong người. Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong người, để khi người tỏ hiện chúng ta được giản dị, không phải xấu hổ lìa xa người lúc người đến. Đó là lời Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, nó rất là quan trọng.
vì bởi vì đó là một tinh thần sống trong đời sống của chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống của mỗi người chúng ta sống cùng, sống với, để cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thăng hoa trong đời sống của mình. Sống cùng với nhau trong một gia đình, sống cùng với nhau trong một môi trường từ học đường, sống cùng với nhau trong cùng một giáo xứ, hay là sống cùng với nhau trong sự tương quan, cho dù là xa cách về địa lý, nhưng trong tinh thần mỗi người chúng ta thì có sự liên kết. Và cách đặc biệt là khi ra bề trên cũng như tu hội có nhà ý hay là đăng cai để tổ chức những sự họp mặt mà truyền thống của các cựu Quỳnh Sơn đã cùng tu họp ở nơi Biên Hòa Đồng Nai cũng một thời gian mấy năm rồi, cho nên cái sự tương quan đấy nó vẫn được nuôi dưỡng cho đến ngày hôm nay. Và cách đặc biệt là sự hiện diện của quý thầy cũng như quý anh, quý chị của người các cháu trong gia đình Vinh Sơn có mặt tại đây rất là đông. Cho nên chính vì vậy chúng ta thấy sự tương quan, sống cùng, sống với nhau, đó là một cái sự liên kết để biểu hiện nó lên trong đời sống tình Chúa, tình nhân sinh, từ ăn mặc cho đến tâm hồn chắc ai cũng đã sửa soạn để cho mình, để cho Chúa hiện diện trong tâm hồn của mình. Và tâm hồn của mình phải trở thành một máng cỏ, trở thành một đền thờ xứng đáng để Chúa ngự. Và cách đặc biệt là để cho giữa vợ chồng, và giữa anh chị em, và giữa những người thân quen của chúng ta có sự tương quan mật thiết ở trong lòng của chúng ta. Và cái sự tương quan đấy nó được thể hiện ra và chúng ta đến thực hiện một cách cụ thể mà quý thầy cũng như quý ông bà chị em đang hiện diện đến đây. Đó là một cái gì là tình Chúa, tình người được trang hòa với nhau cho dù cách đây 40 mấy năm rồi, 30 mấy, 40 mấy năm, nhiều người đã không gặp mặt nhau, chỉ ngồi trên ghế nhà trường, từ đó là xa cách nhau cho đến bây giờ. Có sự tương quan ấy nó rất là cần phải chị em cũng như quý thầy cô từ xa xưa là có sự đồng ý rồi có sự hiện diện tại đây. Có thể nói đó như là một cái sợi dây mà Thiên Chúa đã để vào trong lòng của mỗi người chúng ta, và khi có sự nhà ý đó thì tất cả mọi người đều đồng ý. Và sự đồng ý đấy đã được kết hợp tại nơi đây mà ngày hôm qua quý thầy cô cũng như ông bà anh chị em đã hiện diện với nhau trong sự lễ tạ ơn, gặp gỡ nhau, rồi chúng ta cũng giao lưu với nhau để từ đó chúng ta có thể thông cảm, hiểu biết nhau để có thể có sự liên kết với nhau càng thắm thiết hơn. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, những luật sĩ và biệt phái như là phái một số người đến để hỏi Gioan, để biết chắc Gioan là ai, nhưng mà Gioan trả lời ông chỉ là một tiếng kêu trong hoan nghiệm để kêu gọi người hãy sửa đường thẳng để Chúa đi. Con đường ấy không cho ai nói tới đường bằng địa lý hay địa hình, nhưng mà ở đây cho ai muốn ám chỉ đời sống của chúng ta. Hãy sống cho ngay thẳng, mình là một người công dân thì mình hãy sống đúng với một người công dân, mình là một người có chức quyền trong xã hội thì mình sống đúng với một người có chức quyền trong xã hội, một người lãnh đạo trong đời sống đức tin thì hãy sống đúng một người lãnh đạo trong đời sống đức tin, vân vân. Do An cũng nhắm đến điều đó để cho các luật sĩ và biệt phái thấy rằng các ông là những người phục vụ cho dân chúng thì các ông hãy sống đúng với cái điều mà các ông đã thực hiện để làm sao đời sống của mình nó đúng với vai trò và trách nhiệm để trong đời sống của chúng ta có thể làm gương sáng cho những người xung quanh. Và người ta cứ hỏi Do An phải là Đức Giêsu không? Phải là một tiên tri không? Có phải là một những vị ngôn sứ nổi tiếng trong thời cứu ước không? Ông Gioan trả lời không, tôi chỉ là một tiếng kêu, tôi là phép rửa cho các người đến với tôi chỉ bằng nước, nhưng người đến sau tôi là người sẽ rửa các em trong thánh thần và bằng lửa. Đấy, điều ấy chúng ta thấy rằng cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta là có Chúa, rồi sống tương quan với nhau, rồi thực hiện các nghi thức bí tích của giáo hội để chúng ta có thể thấy rằng khi
khi nhìn vào đời sống đức tin của người Kitô hữu, các tôn giáo khác như là không có, nhất là giáo hội duy nhất giáo hội Phật giáo cũng không có, rồi các tôn giáo khác như Tin Lành cũng không có, cũng như các tôn giáo khác cũng không có một cái sự thống nhất như Kitô giáo của chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà những tôn giáo khác ngày nay mới lập ra giáo hội Phật giáo, nhưng mà chỉ có chùa nào thì nó có một cái nghi thức của chùa ấy, tụng kinh thì nó nhiều muôn màu muôn vẻ, rồi các tôn giáo khác cũng thế. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta sống trong niềm tin của đức tin, dù ở bất kể một phương trời nào, dù là ngôn ngữ nào đi nữa, chúng ta vẫn có sự hiệp nhất trong giáo hội Kitô giáo của chúng ta. Và cách xác tín rằng những người Kitô hữu chúng ta có Chúa và sống tương quan mật thiết với nhau, cho dù chúng ta không biết ngoại ngữ đi nữa, nhưng mà các nghi thức trong tôn giáo khi mà thực hiện chúng ta có thể đều theo được hết. Đấy là điều mà chúng ta đã sống tương quan và trải qua, cho dù là ở bất kể một đất nước nào đi nữa, thì chúng ta luôn tin chắc rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta, Chúa luôn nâng đỡ chúng ta và cứ giúp sức cho chúng ta, nhất là khi chúng ta sống tương quan mật thiết với nhau để mang lời Chúa cho các anh em tôn giáo này. Con dâng lên Cha, dâng thành con thiên hương thiên tha, như trong hương bay tới thiên con, con thành tâm dâng về Cha. Xin dâng ngài tâm tư con đây. Nhà Đức Giêsu Kitô con Chúa.
cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con linh xin nhìn lên đức tin ngồi thánh Chúa. Xin nói lương ban cho hội thánh được bình an và tiếp theo thánh y Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chi Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến như tiền chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa tự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
dâng lên mẹ vì sao mai sáng tươi, xin soi đường dìu đưa con về bên. Hứa với mẹ ngày nay con quyết tâm đem tin mừng đổi mới khắp trần gian. Sứ để cho phép chúng con được lên xe để trở về, và cầu xin chúng con trong thời gian qua có thể vì vấn đề nó có tập hợp, nó có nhiều cái bức xúc, và hơn nữa được sự tiếp đón của các cha các thầy quý hóa quá, cho nên chúng con nhiều khi cứ tưởng rằng vui tươi dãi quá, đâm theo mới thành răng. Chúng con xin ghi nhận tất sự cái sự đón tiếp và coi như phục vụ cũng như là ở chúng con ở đây quấy hiếu các cha rất, và thôi chúng con hứa sẽ còn quấy các cha và các thầy. Nhưng mà từ cái buồn chúng ta đập mạnh lấy cái đó làm cái bàn đạp của sức mạnh, và chúng ta luôn lúc nào ấy, cô cũng như hôm qua con nói là chúng con được hân hạnh và rất hãnh diện được đào tạo dưới mái trường của Vinh Sơn, và mang luôn luôn mang một cái ấn tượng là không những thành danh nhưng thành công thì không biết có không, ít lắm,
nhưng mà thôi, đó dành mang đi truyền bá cho đến tất cả những người chung quanh đều mang đi Chúa đến. Con xin tất cả những cái gì đó thì cảm ơn. Thật sự ra thì cái này nó cũng trong cái ao ước rất là lâu lắm rồi, cho nên năm nay cũng là như là một cái dịp như là Chúa định sẵn cho chúng ta để gặp lại nhau, để ôn lại những cái kỷ niệm mà chắc hẳn các anh các chị ngày xưa cũng đã từng một thời dưới mái trường Vinh Sang, nhưng mà bây giờ thì nó không còn nữa, nhưng mà bây giờ thì nó là học viện triết học, nơi đây có thể là nó tương đối là rộng rãi, nó khang trang một chút để đón tiếp tất cả các anh chị. Nếu có những cái dịp nào mà về Đà Lạt muốn liên hệ thì cứ lên đây liên hệ, trong những lúc và trong khả năng có chỗ thì sẽ phục vụ cho tất cả mọi người. Cái ngôi nhà học viện này nó thành hình thì tất cả khuôn mặt của mọi người nó đang ở trên này hết. Nó ở trong cái lời cầu nguyện cũng như trong thánh lễ mà tất cả quý cha, quý thầy thằng cầu nguyện cho tất cả mọi người. Dù là những cánh tay âm thầm không có hiện diện, nhưng mà đó là những cái việc mà Thiên Chúa đã làm lên cái ngôi nhà này. Cho nên chính vì vậy mà cái ngôi nhà này là ngôi nhà của mọi người. Học viện là nơi của mọi người đã đến đây, đã thành hình, và khuôn mặt của mọi người đều ở trong ngôi nhà này. Cho nên cứ coi cái nhà này, nhà của mình, cứ việc lúc nào đến Đà Lạt thì cứ alo cần là được. Cho nên chính vì vậy mà cái cuộc vui của chúng ta nó cũng chỉ có một giây phút ngắn ngủi, một ngày hay hai ngày gì đó, và chúng ta cũng chia tay nhau. Cho nên chính vì thế mà chúng ta có thể nói là trên đường về chúc trưởng ban cũng như tất cả mọi người, nhất là có quý thầy ở đây nữa, trên đường về Thượng Lộ Bình An, và chúng ta hát bài Gặp Nhau Đây Rồi Chia Tay. Xin mọi người chúng ta cùng hát một bài đó. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. Niềm không hối hẹn, mai ta xuống vầy. Ngày này đôi tay hẹn nhau ta xuống vầy. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt tan trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông đôi hẹn mai ta sớm vầy. Đường trường sông đôi hẹn nhau ta sớm vầy, ngày này năm tới hẹn nhau ta sớm vầy. Thứ 6 ngày 24 tháng 2 thì còn hơn 1 tháng, khoảng 2 tháng nữa. Đấy thì nhà giàu cũng sẽ mở cửa đón tiếp tất cả mọi người. Con và cha sẽ làm nhau. Một tiếng đồng hồ thôi là chúng ta sẽ trở lại xe để đi lên tham quan chỗ khác. Oh,
màu lan tím Đà Lạt xuống phu màng. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn của màn đêm. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thơ, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buồn, biết ai thương bước cô liêu một người đi trong sương rơi. Đà Lạt ơi, có nghe trăng cam ly khóc tình đầu giang dở. Đêm xuống than thở van cùng hờn, thêm sắt xe tâm hồn người đi trong bóng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn
con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người đã vì thương con xin xuống làm người, đã vì yêu con chết trên thân mình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu, đắp xây cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho danh Chúa giang người. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công, trời mây bát ngát, núi non chập trùng, biển cả mênh mông. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn, xin tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình, chấp nhận yêu linh chết cho ân tình. Dồn dã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa, suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vuồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời.
đến đời đời. Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin giờ bên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, tôi ta bỏ hết.